Chào các bạn, hôm nay Điện máy Hưng Quyết sẽ giới thiệu đến các bạn nào chiếc máy tạo mưa, máy phun tạo mưa, máy sục và máy bơm nổi để tạo oxy cho ao hồ. Thì đây là toàn bộ sản phẩm của shop trước khi giao đến tay khách hàng. Thì một bộ sản phẩm có gồm như sau. Đây là chiếc máy bạn, đây là chiếc máy 1,1 kg các bạn nhé. 1,1 kg khách đặt, khách ở Đắk Nông rồi các bạn. Thì bây giờ shop sẽ kiểm tra cho các bạn. Thì là toàn bộ sản phẩm thì gồm có những như sau. Nhưng các bạn yên tâm, khi mà shop gửi hàng thì shop sẽ đóng gói rất là cẩn thận và cho các bạn nhận hàng, các bạn kiểm tra hàng. Đó, các bạn kiểm tra hàng ok các bạn thanh toán. Đây, toàn bộ sản phẩm đây là gồm thân máy của chúng ta này. Thân máy và đi kèm 13 mét dây đồng. Mềm ga dây điện, thì động cơ của nó là động cơ dây đồng các bạn nhé. Đây thông số kỹ thuật các bạn thì nó thêm 1,1 kg là 220 V. Ngoài 1,1 thì còn có 0,75 này, 1,5 và 2,2 kg tùy theo nhu cầu của các bạn như nào. Thì đi kèm gồm có một cái đầu phun để chúng ta lắp vào đây. Các bạn lưu ý chúng ta có thể là dùng cuộn băng tan hoặc là cao su non chúng ta quấn vào đây để làm cái điểm gen nó chặt, để đảm bảo cho nước của chúng ta nó không bị là bắn ra ngoài. Đó, chúng ta xoáy như này. Ngoài ra còn có một cái đầu vòi phun để chúng ta chế thêm một đường ống. Các bạn có thể bơm nước vào hoặc là bơm thoát nước đi cho ao hồ của chúng ta. Đó, vừa là máy bơm tạo mưa, vừa là máy bơm nước luôn. Đó, đây là cái đai siết các bạn, là siết đi kèm thì các bạn siết vào đây ống này, đó. Đây là vận sử dụng. Ngoài ra shop còn cung cấp các sản phẩm như ở hình ảnh đây. Các bạn muốn đặt hàng sản phẩm nào vui lòng liên hệ theo số Zalo đang hiển thị trên màn hình. Đó, tất nhiên là đây là cái phao, đây là cái phao của chúng ta các bạn. Cái phao đây là mặt trên các bạn, đây nhìn cái khớp này là ở mặt trên này, nó có chữ là mặt trên. Đây mặt dưới chúng ta đặt xuống, xuống ha, chúng ta thả cái máy nó vào đây. Đó, thả cái máy nó vào đây. Như vậy là khi mà chúng ta thả nó lên thì cái máy nó sẽ như thế này. Đó. Ở trên cái phao thì các bạn có cái lỗ này, các bạn nếu mà chúng ta phao mà bị thấp hoặc xẹp hơi chúng ta có thể tháo cái này ra, chúng ta bơm hơi vào để cho nó căng. Đây là cái lỗ, các bạn đục thủng hai cái lỗ này để chúng ta buộc dây vào. Đây là lỗ, đây đục thủng để chúng ta buộc dây vào nhé. Buộc dây các bạn có thể kéo vào một tảng đá hoặc là kéo vào hai đầu bờ để giúp cho cố định chiếc máy của chúng ta. Thì bây giờ shop sẽ cắm thử trước khi gửi hàng đến tay khách hàng để đảm bảo mọi thứ là hoạt động rất bình thường. Đây. Đó, máy chạy êm, động cơ dây đồng các bạn. Đây, kèm 13 mét dây. Nếu như dây của chúng ta mà thiếu các bạn có thể cắt cái phích cắm này ra các bạn nhé. Các bạn nối lên dây điện dài tí của chúng ta, nhưng các bạn hãy đấu qua một cái automat chống giò để đảm bảo trong quá trình sử dụng. Nếu có trục trặc về điện thì áp sẽ nhảy, thì để đảm bảo an toàn nhất cho người và vật nuôi. Đó. Một khách hàng ở Đắk Nông chuẩn bị nhận hàng, đây, chọn một sản phẩm đây, xem lại, đã test rất là kỹ, shop sẽ đóng gói cẩn thận gửi cho các bạn. Cảm ơn bạn đã đến với Điện máy Hưng Quyết, chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Cảm ơn các bạn.